Dàn Miss Grand Việt Nam 2022 cực chất trước thềm kết thúc nhiệm kỳ. Sau 8 tháng đương nhiệm, Hoa hậu và 4 Á hậu của Miss Grand Việt Nam 2022 đã trưởng thành hơn nhiều cả nhan sắc lẫn sự nghiệp. Các người đẹp vừa có màn hội ngộ trước thềm kết thúc nhiệm kỳ. Dàn người đẹp của cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 vừa có cuộc hội ngộ trước thềm kết thúc nhiệm kỳ. Hoa hậu và các Á hậu hậu khoe sắc vóc thăng hạng sau 8 tháng đăng quang. Mỗi người một vẻ đẹp riêng, tự tin khoe trọn thần thái cực chất. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sau 8 tháng đương nhiệm đã trưởng thành hơn nhiều với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Người đẹp này còn cho ra mắt chuỗi series học sách được nhiều khán giả yêu thích, dự án ý nghĩa Khuyết Workshop cũng như tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Thiên Ân ngày càng định hướng rõ nét được hình ảnh thương hiệu bản thân. Trong khi đó, Á hậu một chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng đã rất thành công trong sự nghiệp riêng, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ với hình ảnh nhiệt huyết, lan xả của một huấn luyện viên tận tâm tại các chương trình truyền hình thực tế. Cô còn tiếp tục phát triển bản thân ở nhiều vai trò đa dạng như diễn viên, MC, người mẫu. Bên cạnh vai trò Á hậu hai Trần Tuyết Như thường xuyên xuất hiện trên các show thời trang, đồng thời còn là huấn luyện viên catwalk cho nhiều cuộc thi sắc đẹp uy tín cấp quốc gia như Miss World Việt Nam 2023, Hoa hậu Việt Nam 2022. Ngoài ra, cô còn theo đuổi lĩnh vực kinh doanh. Ở hậu ba Trần Nguyên Minh Thư, nàng hậu thế hệ Gen Z sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, ngọt ngào. Đăng quang khi còn khá trẻ nhưng Minh Thư vẫn hoàn thành rất tốt vai trò của mình và không ngừng đóng góp những việc làm có ích cho cộng đồng bằng nhiều dự án thiện nguyện. Nàng hậu cũng là nàng thơ của nhiều nhà thiết kế trong các bộ sưu tập thời trang. Sở hữu kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực người mẫu, sau khi đạt danh hiệu, Á hậu 4 Ngô Thị Quỳnh Mai ngày càng nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Mai Ngô còn thành công trong vai trò huấn luyện viên ở chương trình truyền hình thực tế. Hiện tại, cuộc thi Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 vẫn tiếp tục mở cổng đăng ký cho đến ngày 14 tháng 6. Cuộc thi sẽ chính thức quay trở lại trong tháng 6 này. Vòng sơ khảo tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 14 tháng 6, trung khảo toàn quốc vào ngày 23 tháng 8 và đêm chung kết toàn quốc vào ngày 27 tháng 8. Bên cạnh các vòng thi chính, cuộc thi còn có những vòng thi dành cho khán giả như cuộc thi thiết kế vương miện, cuộc thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc, National Costume.